Anh em có nhu cầu mua lick CF giá rẻ uy tín, hãy đến với shop lick rẻ 24h.com. Alo. À, vâng, xin chào tất cả anh em nhé. Thì chào mừng anh em đã cùng quay trở lại với clip ngày hôm nay. Thì hôm nay mình làm 1-2 trận đấu rank nhá ở cái league của bạn Bảo này. Thì bạn Bảo này thì mùa trước thì bạn cũng cày danh bên kênh của mình. Mùa này bạn cũng thuê mình cày tiếp. Thì là mình làm ở cái kênh Hồ Điệp Tiên Tử này, đăng lên 1-2 clip đây này, vẫn để thông báo cho anh em là mình vẫn cày danh bình thường nha anh em nhá. Mình vẫn nhận cày danh. Thì mùa này bạn Bảo bạn ấy thuê mình cày lên Magical. Chưa vào mà đã Barret mấy ông hâm à? Mẹ cấm Barret tôi bắn Evo cho thì lại nhấc người lên. Ok, cấm Evo rồi. Nói chung là cấm Evo cho nó bắn cho nó gọi là nó cẩn thận anh em hiểu không? Mà mấy ông kia lạm dụng Evo quá, mà mình bắn Evo mình cũng lạm dụng quá. Anh em hiểu khẩu Evo nó nhiều đạn xong rồi nó bắn lại đau nữa. Cứ ép láo không à. Bắn nó không có gọi là cái chiến thuật hay là không có gọi là có cái kỹ năng gì cả. Bắn cứ thế là lao lên là ủi rồi. Như máy ủi, như máy xúc anh em ạ. Giật thế nhở. Đâu rồi? Hai thằng nhìn thấy mình mà ông kia ông chạy luôn ạ. Ra solo chứ lại. Mít này. Vẫn mít vào N nhá. B2 à? Bình tĩnh thôi, bình tĩnh thôi. Cái danh này gặp hầu như là toàn có sóc lọ với lại Evo, TMB các kiểu. Đâu rồi? Ôi, không dám vào B à? Đã dốc nhà ló rồi. Giời ơi, đi đâu vậy? Thanh niên đi đâu vậy? Hay rồi, ba mạng đầu tiên anh em ạ. Anh em nào mà muốn hỏi giá cày danh ấy thì mình nói sơ qua ở đây thôi. Còn anh em nào mà theo dõi cái Facebook của mình ấy thì sẽ biết được cái giá cả cho nó rõ ràng hơn. Cái danh vàng ấy, cày danh vàng mà cứ 100 điểm của danh vàng thì nó sẽ là 30k nhá anh em nhá. Danh vàng là 30k. Nghĩa là 30k 100 điểm nhá. Anh em nào chưa cày danh hay là anh em nào không biết. Ôi, làm 5 thằng này. Nghĩa là anh em nào không biết hoặc là chưa biết thì bây giờ mình nói luôn là cái danh vàng ấy là một cái mốc danh vàng nó có 500 điểm. 5 cái chấm ấy là 500 điểm anh em hiểu không? Thì là 30k 100 điểm. Thì là danh vàng mình lấy là 30k 100 điểm thì 500 điểm rơi 150 là từ danh vàng lên bạch kim. Đó. Thì là cứ tính theo điểm thôi, anh em cứ tính theo điểm thôi. Vàng là 30k, bạch kim là 40k. Mít luôn này. Từ từ đã để mình xem cái bảng giá đã. Đây rồi. Vàng là 30k nhá anh em nhá. Bạch kim là 40k. Kim cương là 60k này. Cao thủ 80k, Grandmaster 90k. Và Mythical là cứ 100k là 10 ngọc. Đấy. Đấy là anh em dễ hiểu. Hôm trước mình đăng mấy bài thì có những anh em mày nghĩ đâu là 100k lên Mythical đùa. Anh em bảo để 100k lên Mythical chắc là chết con nhà người ta. Nhà B này, nhà B này.
Rồi, thằng trong nhà B rồi. Mà chạy đầu ta. Địch mệnh. Đúng rồi, mình ra cái nó ra nó bắn mình luôn ạ. Trong HL nha. Hay rồi. Má vừa lấy tôi bắn một cái trận bắn danh ở cái map dinh thự cấm bằng cái nick này này, bắn 20 mấy kin, 23 kin, 24 kin rồi đấy. Tôi có 2 pha clip làm mà đéo quay clip chứ. Trận này hay thật. Trận đấy tem tôi thua, đang thua gọi là 35 mà, à 35 chứ. Mà tưởng là thua rồi chứ. Mà mình clip 2 bắn clip 5 này. Quả trận thắng ngược luôn. Phê thật. Mỗi tôi là không quay được cái trận đấy. Trận đấy mà quay anh em xem là man nhãn luôn. Mà em móc cả loa kìa. Anh em bắn danh ấy mà cứ trung bình quân mà anh em bắn trên 10 kin là đẹp rồi. Anh em cứ bắn được trên 10 kin trong một trận đấu là ổn rồi. Mất trình thằng top. May là tao bắn Barret Evo thì có sắc đấy. Lên B là anh em ơi. Ôi giời ơi. Ông C4 sao không lại chạy ra kia một mình như kia nhỉ? Buồn thế chứ. Toang rồi. Bây giờ mới là lúc khó này. Quả C4 rơi rào, chắc chắn là bọn nó cày C4 luôn rồi. Đấy cái thằng này. Dạo này mình để ý là cái game mình cứ lag cái đéo gì nhá. Hay là do mình bật quay nó lag cái đéo đó. Bình thường mình không quay thì nó vẫn mượt, anh em hiểu không? Cứ bật quay lên cứ đi đoạn nó cứ giật kiểu rất khó chịu. Kiểu cái lúc đang bắn nhau ấy. Bắn được vài viên gãy giật toàn chết oan rồi. Có những pha chết rất là điên. Mày ngó. Ui, lên bàn thờ. Lên bàn thờ. Ôi giời ơi, bạn XT xoái xám level 99 đang bật hack trong danh kìa. Trời ơi, XT xoái xám nha. Đằng này hack nhiều quá. Đéo hiểu sao mẹ mày hack bị quá lick mà vẫn cứ hack được ta. Mấy ông này giỏi vãi cái đái ạ. Bắn kiểu là bắn yếu thì anh em tập luyện nhiều là nó sẽ hay thôi. Không nhất thiết đâu phải hack. Hack chứ chắc đã giỏi anh em phải không? Ba mươi ba điểm. Tiếp tục một trận nữa nhé anh em. Làm cho anh em coi một hai trận cho nó dài xíu. Có mấy anh em cứ thích là xem nó dài cơ. Một này nó cứ thích cấm 3Z nhỉ.
Map nào cũng thấy cấm 3Z anh em ạ. Cấm 3Z là toang rồi. Gặp tem này hoài vậy. AB này. Quá thơm. Lúc này mình cày từ hôm qua. Hôm qua đi từ 5 trận đầu. Thì lên được kim cương 1, kim cương 2 gì đấy. Nói chung là không phải mình không đi nguyên ngày. Hôm qua mình đi được 3 tiếng. Hôm nay đi được 3-4 tiếng. Nói chung là đi một mình thôi. Đi một mình bắn cho thoải mái anh em ạ. Trong bê ra bắn đi kìa. Trời đấu xanh. Đầu thế. Bắn mấy cái map hẹp hẹp mà mấy thanh liên mẹ bắn tanh toàn lúp không à. Bắn rất là khó chịu nha. Bắn cái map hồ đang là một này, map thị trấn bỏ hoang là hai này, bắn map mẹ mấy ông đéo hiểu, mẹ đéo quy tem mà cứ đáp khói, đéo hiểu đáp khói làm cái đéo nhá, mà toàn đáp khói ở nhà mình không. Với lại cái map này mình bắn có những cái trận đấu ấy, anh em cứ đáp khói ra cái cầu quê nhà mình, với lại đáp khói vào trong B bắn rất là ức chế. Mẹ có muốn cái cầu để người ta bắt người cho mà toàn anh em không quy tem thôi nhá, mà đáp khói như thật ấy. Đắp khói xong mà lúp mẹ vào trong B. Mà những cái thằng mà nó có item ấy, nó mò lên xong rồi nó bắn cho vỡ hết mồm miệng. Với lại mình bắn có những thanh niên bắn kiểu là có Ngọc Trinh ấy, cứ ỉ vào con Ngọc Trinh, cứ cậy vào con Ngọc Trinh xong à win 7 16 bit. Cứ cậy vào có Ngọc Trinh xong rồi đáp khói, chả cần biết bố con thằng nào, chả cần biết là tem có những ai. Đó, tem mình có nhìn được khói hay không, cứ đáp mẹ ỉa ra đấy xong rồi chạy chỗ khác hoặc là đáp ở nhà mình xong rồi ẩn. Bắn rất khó chịu. Có những thằng mà nó đáp khói nhưng mà nó đéo canh anh em hiểu không? Đáp khói ở cái vị trí đấy nhưng nó lại đéo canh. Chạy con mẹ chỗ khác. Kiểu vậy. Ỉa ra đấy xong rồi đéo biết là ai sẽ là người dọn. Tại nhiều khi đéo hiểu mấy ông ấy bắn kiểu gì luôn. Đợt này là mình còn ít cáu rồi đấy. Đợt này nói chung là đợt này chơi game mình ít cáu rồi. Nó không giống như ngày trước. Ngày trước gọi là bắn anh em mình dễ cáu lắm. Ở đi danh này gặp mấy anh em bắn kiểu là toàn cá nhân không là nhiều khi cũng cáu. Bắn nó không được cộng điểm ấy. Bắn nó toàn thua không thì cáu là cái chuyện rất là bình thường. Trời ơi. Mẹ cọp 13 viên thì không cần phải bắn slip anh em ạ. Cuối B có một này. Canh mẹ xe 4 luôn rồi. Phô đài. Phô đéo đầu ta, thằng này chạy đâu ta nhanh thế. Như bịp vậy. Mày hả bưởi. Lại làm 5 thằng nữa.
Đầu A này, đầu A này. Kiểu đéo gì cũng ép hẻm A luôn, thề luôn. Thấy không? Mấy cái bài của này gọi là mình đi có mẹ trong gọi là trong bụng rồi. Đi đâu à, đánh đâu là mình biết cái mẹ rồi. Mình tính đã, đợi nó hết khói thì mình bắt cầu. Trong cái khoảng thời gian mà đợi tan khói thì mình phải check check cái hẻm A một tí. Mình sợ là có mấy thằng kiểu nó đi mover ấy. Họ có đi ship lên mình không nghe được phốt. AB1 nhá. Nên B luôn xe này, xe này. C4D rồi. Bắn cái ma hộ ở đằng này mình, ông nào bắn với mình cùng tem ấy. Mình bắt HL rồi, thoải mái mà rút nước thôi. Trừ khi là tem nó không rút nước thì mình bắn phải bắn theo kiểu khác. Nước B1 sau cầu B1 này. Đây là đối A này. Trời, hay luôn. Ok, thôi chắc có lẽ là clip của mình cũng xin kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em trong những clip sau. Bye bye.